Xin chào các lãnh đạo nhá. Hôm nay thì mình xin phép giới thiệu tới mọi người là một số cái chân và một số phụ kiện để gắn cho cái đèn laser kim loại phi 19mm, có nghĩa là cái đường kính ống của nó là 19mm nhé. Thì các sếp lưu ý giúp em, vì những cái đèn laser kim loại to hơn thì sẽ không vừa nhé. Đầu tiên là cái chân 11, chân kẹp ray 11 và 20mm này, có nghĩa chân 2 trong 1 nhé. Chân này vừa gắn được ray 11mm, vừa gắn được ray 20mm. Nó có hai cái nấc này, nấc bên trên là 11, nấc bên dưới là 20 nhé. Tiếp đến là một cái chân kẹp ống tròn nhé. Hay là nhiều người đây kẹp được ống tròn bên dưới đây, bên trên là kẹp đèn laser. Tất cả thì đều kèm theo những cái lục giác như này nhé. Đây là chân kẹp đa năng này. Bên dưới còn nới ra cái chân này thì kẹp được cả ống cả thanh này, nhưng mà không kẹp được ray đâu nhé. Đây thì có một cái công tắc đuôi chuột này. Công tắc đuôi chuột của dòng này thì rất là xịn sò, khi mà có hai phím bấm, một phím là để bật tắt thông thường và một phím bấm nhấp nháy. Đây có một cái thanh ray nhôm kèm theo hai con ốc vít đây. Thanh ray nhôm này thì một mặt là gắn cho cái kẹp 11mm, còn một mặt là gắn cho kẹp 20mm nhé. Một quả pin 14250 300mm, pin đầu bảng này, và cái sạc của pin luôn.